để quay đây, đây là cái đường để vô bộ cầu 5 với ông 10. Chăm đang đi làm răng hả? Chăm giỏi nha. Chăm giỏi nha, đi làm răng đừng có khóc nha. Ai chở chăm đi. Ờ, bữa nay nhiều mộ thêm quá vậy. Có, vậy hả? Ồ. Hồi đó cỏ nó lên đầy hết trơn mình không thấy. Ồ, bữa nay đẹp quá hả? Ôi chị Chi trẻ quá vậy? Bà bị lớn nè, rồi bà hay thao. Mẹ thơ ngủ giờ này ngủ gì đâu. Bà chở đi chơi đi vòng vòng. Nếu mà vị trí mộ này á là nhà nhà mình ở trước bên này nè. Dạ. Đây là bên đây nè. Thầy con Năm đâu rồi? Con Năm nè. Ờ hai con Năm. Con Năm hình con Năm bên đây nè cưng. Dạ. Hello cậu Năm. Đây là cậu Năm đây. Đó là nơi ăn giấc nhà thu của trung sĩ Nguyễn Tiệm. Dạ. Mời cậu Năm uống nước. Bây giờ bé Thư mới về hả? Ờ bé Thư về chắc cũng phải. Ở đó đây cái dừa nó rớt xuống nè. À 8 giờ rồi. Thôi đừng đứng đó, đừng gác đâu. Đừng gác đâu, nguy hiểm là có bữa đêm thức với lại gia đình. Cái dừa rớt xuống phải. Thôi, đi. Rồi, con nguyện của ông bà.